Hello, xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc nha. Anh em nào yêu bộ môn bẫy cỏ, hãy đón xem kênh của em và hãy đăng ký kênh của em nhé. Có những pha nào hay thì các bác đi xem nhé. Hoặc bác nào cần mua lưới cỏ, úp vạc hoặc những con mồi giả nha, cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Em chào toàn thể các bác nhé. Cái nào của em nhé, các bác nhé, em làm bắt. Em ở ngoài các bác. Xin chào toàn thể các bác nhé. Nay ngày 16 tháng 5 năm 2024 đây. Chung là cò giờ đã cò cuối vụ rồi. Nên là nay đánh chỉ nhặt con 1 con 2 thôi. Các này em được 4 con. Đây. 4 con nhé. Đây còn dàn còn 1 của em đây. Một con mặt là con mặt lúa ấy. Đây, một con mặt lúa này, ba con ở dưới bàn. Đây. Còn lưới của em đây, lưới này em làm dài 50 mét nhé, cái sào nó cao chỉ 1m2 thôi các bạn. Đây lưới của em làm quay nhuộm màu, đánh hết cả vụ lọ vụ kia. Nếu em đánh 2 năm rồi nhá các bác nhá, 2 năm rồi. Đấy, độ tàng hình coi ok luôn. Màu đen này, các bác nhìn này, trên mặt lúa này, không nhìn thấy gì đâu. Đấy, bác nào có nhu cầu mua lưới bên nhà em sẽ cung cấp hết nhá. Lưới, cò, vạc, các thứ đầy đủ hết, lưới ngày lưới đêm nhá. Em đầy đủ luôn cả lưới ngày lưới đêm. Anh em nào cần cái loại gì em sẽ cung cấp hết cho anh em loại đó. Đấy, thì em sẽ đẩy video kết quả đánh cho anh em xem. Chúng là nó cuối vụ rồi, em chỉ đi mót lại các anh ở Ninh Bình thôi. Đấy, hiện tại anh em nào cần lưới thì cứ liên hệ em nhé, hoặc cò giả cứ liên hệ em. Em chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo.